quê hương Kinh Bắc xưa nay đã nổi tiếng với những làn điệu dân ca quan họ thắm thiết trữ tình. Nhưng nếu ai có dịp ghé đến nơi đây vào ngày hội xuân mới thấy hết được không khí tưng bừng khi mùa xuân đến. Trống đã rục bên sân đình, trong dòng người hối hả ngược xuôi. Bên này, bên kia, những nón quai thao tròng trành, những áo dài the tha thướt, thắt dài lụa mềm. Chị hai, chị ba, lộng lẫy như mang nắng về, cho hội xuân càng tưng bừng rộn rã. Cho lòng ai yêu vụng nhớ thầm, tình quen trong một khắc, nghĩa đề dài trăm năm. Chiếc nón ba tầm, khi thì dùng để làm duyên e ấp, nét dịu dàng của chị hai quan họ.
khi thì tượng trưng cho lòng chung thủy, lấp lánh bên cầu, đợi chờ người sang. Chiếc nón ba tầm còn được ví như vầng trăng, sáng soi tâm hồn những người chiến sĩ đang canh giữ nơi biên cương, như sưởi ấm tâm hồn những người con xa quê ấy, để hẹn người về đội nón ba tầm. Người muốn nơi ta lắng đọng tâm tình, gửi báo tin thương cho người em nhớ quá biết bao mùa lúa. Nón ba tầm vào mùa chảy hội lại ngân câu hát, đón bạn ngày xuân đẹp như chiếc đổ dồn một bến, em chẳng yêu chàng, em đến chi đây? Lý Gia Duyên như một lời ước hẹn của anh hai với chị hai từ kiếp trước. Để rồi cái ngãi đá vàng, ta quyết yêu nhau. Trăm khúc sông đổ dồn về một bến, anh chẳng yêu nàng. Chẳng yêu nàng, anh đến mà chia đây. Hỡi nàng, nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, anh chẳng yêu nàng, anh đến mà chia đây. Đây
nước rơi nước rơi trầu, rơi nước rơi trầu. Sau kết mà nhân duyên hỡi nàng, nàng ơi, hỡi nàng, nàng ơi, rơi nước rơi trầu. Sau kết trong thời đại phong kiến, thường thì nữ nhi không được thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng người quan họ xưa đã biết lồng tình cảm ấy vào trong lời ca tiếng hát, gửi bức thư sang như một lời nhắn nhủ của chị hai với anh hai. Vì chiếc đũa vót bằng tre non, khen ai khéo uốn, vênh vẫn hoàn vênh. Cho dù cha mẹ có ép gà cưới, thì trăm năm em vẫn đợi, ngàn năm em vẫn chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đôi ta như thể đảo nguyên, khi vui nước nhược, khi nhìn non băng, trong đêm vui vẻ bóng hằng, với câu sướng, câu ca, với nam thanh nữ tú, người quan họ tưởng chừng như sống trong cảnh thần tiên, hạnh phúc thần tiên. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng họ vẫn rất lạc quan. Cõi đời ngắn ngủi người ơi, yêu thương ca hát, cả đời lên tiên. Đôi ta như thế chọn ngày là vui tốt người ơi, là vui mấy sinh hằng dưỡng tha chỉ hai ơi đào hoa lưu thủy có mấy khắc chân nữa là đứa nghe mấy ơi 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 là ơi mấy mươi mà trà chơi chỉ ba ơi dài à nhân tại thứ có mấy chân nữa là chẳng hề mấy ơi 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 là ơi mấy mươi mà trà chơi chỉ năm mươi tài hạ nhân tài thứ có mấy
có được cuộc sống thanh bình như ngày hôm nay, được hưởng trọn mùa xuân tươi sáng là nhờ công ơn vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, người cha già kính yêu của dân tộc, cùng với đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy nên, mỗi chúng ta đều muốn vươn lên hoàn thiện mình để trở thành mỗi bông hoa trong vườn hoa đất nước, kính dâng lên Đảng, lên Bác kính yêu trong mùa xuân thống. Tiếng gọi bạn tình từ ngàn xưa vẫn da diết nồng nàn, nó thấm đượm in sâu trong mỗi chúng ta và để bùng lên như ngọn lửa mỗi độ xuân về, để trong lời ca tiếng gọi bạn tình càng tha thiết. Bạn tình ơi, duyên đến mà tình ơi là cách con phòng đến tôi phải. Nên bông cái cung đàn cầm em ơi.
cái cung sang xưa là tôi chót say mê. Bạn tình ơi duyên bên ma tình ơi là tôi chót say mê nên tôi phải đi tìm mê. Xin quan họ đừng quan ngại chúng mà chê chê bạn cười là tôi nói ra. Chảy Hội Lim khi mùa xuân đến là dịp để anh hai, chị hai ca hát giao tình, để tà áo tứ thân duyên dáng in sâu vào tâm khảm mỗi người, để ai đó theo chúc sinh mà hóa đá trước sân đình. Vẫn biết vượt qua được tập tục kết trạng của người quan họ để được yêu nhau là một điều rất khó khăn, nhưng họ vẫn mong ước cho quan họ chúng mình thành đôi, cho quan họ suốt đời bên nhau. Ngày xuân người ơi đừng vội, hãy cùng hát đàn tim, hát lên câu ca ân tình. Em hà cây trúc mơ xinh, đợi ai em đứng một mình, để anh hóa đá giữa sân. Bao giờ ta gặp lại nhau? Người ơi, em gặp hồi sau, để anh sắp sửa câu chờ. Hai ta thưa cùng thầy mẹ, cho con họ chúng mình thành đôi, cho con họ suốt đời bên. Mùa xuân liền anh nữa liền chị, tiếng chầu cánh cửa chào duyên, vui xuân chúc mai xuân vầy, ba thần đánh nón che nghiêng, cho ai đã duyên càng duyên, cho
em đã duyên vàng chưa. Hội xuân bâng khuâng người ơi xin từ biệt, quan họ đúng hẹn lại lên. Hát câu dân ca êm đềm, em về câu hát say thêm. Chia tay nhân ai đừng quên, chia tay nhân ai đừng quên. Người ơi, ở lại người ơi, để anh sắm hoa thơ hồng. Hội tan người về đến ấy, biết bao giờ ta gặp lại nhau. Hai ta thưa cùng thầy mẹ, cho con họ chúng mình thành đôi, cho con họ suốt đời bên nhau. Hai ta thưa cùng thầy mẹ, cho con họ chúng mình thành đôi, cho con họ suốt đến hội làng gặp gỡ nhau bao lần vậy mà tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đã hết bốn mùa mà vẫn không dám thổ lộ, để rồi cứ đợi mùa xuân đến khi hoa đào nở rộ hội làng lại mở. Anh hai chị hai lại được gặp nhau sau bao ngày khắc khoải mong đợi, và cũng chính vì vậy mà tình yêu tình cảm của họ càng gắn bó. Nhớ ngày là tình rằng gặp ly gửi nhớ, nay có mấy tuổi đây, ở hôm nào là gặp ly nhớ nào là khi đường đông thiên trả, mà này cũng đã đâu còn thấy.
Đến với hội xuân, những người yêu nhau mới thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Mới gặp nhau đấy mà đã đến lúc chia tay. Bao yêu thương lưu luyến ngập tràn. Quan họ về trao câu hát làm tin. Quan họ về đến hẹn lại lên. Ai về là về tình quán. Nhớ người à người đôi non non ba tầm. Tiếng đào ngọt ngào ánh mắt trao duyên. Chúng em